Okay, let's go. Okay, let's go. Chú khủng long và các loài động vật khác đang bị bao phủ bởi một lớp bùn này các bạn ơi. Chúng ta có một cái thau nước rất là to bên đây. Bây giờ chúng sẽ cùng nướng tất cả vào nước để đánh trôi lớp bùn và tìm hiểu xem đó là khủng long hay là động vật gì nhé các bạn. Nào bắt đầu thôi. Wow, đầu tiên chúng ta có chú khủng long Triceratops các bạn ơi. Một chú khủng long Triceratops màu xanh rất là đẹp luôn. Wow, hai chiếc sừng lớn và một chiếc sừng nhỏ này. Trên cổ nó có một cái vây mọc ra như một cái lớp tấm khiên trắng các bạn. Wow, thân hình khá là to lớn nha, bốn chân rất là to, đuôi rất là dài nha. Wow, nhìn chung thì nó khá là mảnh mảnh và béo nha các bạn. Wow, một chú khủng long Triceratops như thế này có thể nặng tới 5 tấn nha. Wow, nhìn rất là đẹp luôn. Long bá sơn đây thì mình sẽ lắp đầu bắt các bạn. Còn biết sau đầu rất là ngộ mẹ ơi, thì đây là chính là của chú lông Parasaurolophus nha. Đặc điểm của loài Parasaurolophus là nó có một cái sừng mọc ở sau đầu này, hay còn gọi là cái màu của nó đó các bạn. Wow, hai chân trước khá là nhỏ, hai chân sau khá là to nha, đuôi thì rất là dài luôn, đuôi dài giúp giữ thân bạn khi chạy đó các bạn. Wow, chú khủng long này thường kích thước khá là lớn nhưng mà vẫn là loài ăn cỏ rất là hiền lành nha. Wow, cái chân sống theo bầy đàn các bạn nhìn rất là đẹp luôn. Ở đây mình có loài Parasaurolophus chạy rất là dài đây các bạn, ở đây mình có một con khủng long chì màu rừng rất là đẹp luôn, thấy chưa? Wow, chú khủng long Pentaceratops khổng lồ các bạn ơi. Wow, nhìn cỡ nó mà xem rất là to luôn nha. Nó có một màu đỏ và những màu đen rất là đẹp này. Chú khủng long Pentaceratops này rất là to luôn. Wow, hai sừng lớn và một sừng nhỏ này. Trên cổ nó có một cái vây mọc ra nhìn rất là to luôn, to nhất trong số các loài khủng long ba sừng luôn nha. Wow, bốn chân thì rất là to và có móng guốc nha. Cái đuôi thì khá là nhỏ nhưng mà tổng thể thân hình vẫn rất là lớn. Wow, thì khối lượng có thể là đến 10 tấn nha, bởi vì nó rất là to luôn các bạn. Wow, nhìn ngon chưa này. Một chú khủng long Pentaceratops màu đỏ vàng đen rất là đẹp luôn. Wow. Một con này Pentaceratops kiểu là khủng long to lớn cực kỳ đó các bạn, với cái phần đầu là khủng long khá là to luôn. Chú khủng long Carnotaurus có hai màu rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, đặc điểm của loài khủng long Carnotaurus là trên đầu nó có hai cái sừng mọc chéo ngay trán này các bạn. Wow, miệng có rất là nhiều răng nha, phía sau lưng có rất là nhiều gai nhọn rất là ghê luôn. Hai chân trước thì
khá là nhỏ và trông rất là buồn cười nha. Tự nhiên hai chân sau rất là to và cơ bắp luôn. Wow, chiếc đuôi rất là dài luôn các bạn ơi, nhìn rất là ngầu nha. Chiếc đuôi dài nó giữ thăng bằng khi nó chạy bằng hai chân sau đó các bạn. Nó chạy rất là nhanh luôn nha. Wow, chiếc khủng long Carnotaurus này có một màu xanh phía dưới và màu đỏ phía trên, nhìn rất là đẹp các bạn. Wow, đây là loài khủng long thật rất là nguy hiểm nha, nó không sợ bất kỳ loài khủng long nào các bạn. Wow. Ở đây mình có Carnotaurus màu xanh rất cay nha các bạn. Đây là con khủng long đầu bò siêu to lớn luôn nha các bạn. Đó, nhìn rất là kìa. Trước chúng ta còn chút cái một đầu búa màu đen với những đốm trắng rất là đẹp các bạn ơi. Wow, cái đầu của nó nhìn rất là ngon các bạn, giống như một búa vậy cho nên nó mới có tên là cái một đầu búa đó các bạn. Wow, những cái đốm màu trắng rất là đẹp luôn nha, và chiếc đuôi rất là lớn luôn này, giúp nó bơi rất là nhanh luôn. Cá mập đầu búa là một loài cá ăn thịt rất là nguy hiểm như đại dương các bạn. Wow, đẹp chưa đây. Khủng long bầu chúa các bạn ơi, một chú khủng long bầu chúa Tyrannosaurus Rex hay còn gọi là khủng long T-Rex đó các bạn. Wow, nó một màu xanh rất là đẹp luôn, hàm rất là to với những cái răng rất là nhọn này, hai chân trước khá là nhỏ nha và gần như vô dụng luôn, tuy nhiên hai chân sau rất là to. Wow, chiếc đuôi rất là dài giữ lấy thân bằng khi chạy này các bạn. Wow, chú khủng long thật rất là nguy hiểm nha, loài khủng long này cực kỳ nổi tiếng luôn. Trên phim ảnh nếu như có bộ phim về khủng long thì sẽ có một chú bầu chúa khủng long bầu chúa nha các bạn. Wow, rất là đẹp luôn nha. Bé này bị lao vào đánh nhau một chú. Nhau như vậy quá mạnh luôn. Wow, chú khủng long nhìn mà nhìn cái bề ngoài rất là bắt mắt này các bạn ơi. Thì ra đây là chú khủng long Dilophosaurus nha. Đặc điểm của loài Dilophosaurus là trên cổ nó có hai cái vây mọc xè ra như là hai cái quạt các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp luôn này, có rất là nhiều màu sắc luôn. Hai chân trước thì rất là nhỏ nhưng hai chân sau thì khá là to nha. Đuôi khá là dài luôn. Đừng để sự đuôi bắt mắt của nó nhìn đánh lừa nha các bạn. Đây là loài khủng long thịt rất là nguy hiểm luôn. Nó có những cái răng rất là sắc nhọn các bạn ơi. Wow, răng này nhìn ghê chưa. Wow, chú khủng long Dilophosaurus rất là đẹp luôn nha. Có đây mình có vậy các bạn, đại lục hồ sơ đó cho các bạn một con khủng long có thể mình được thay cái màn ra rất là đẹp. Wow, chú khủng long có màu hồng và chấm xanh dương rất là đẹp các bạn ơi. Thì ra đây là loài khủng long Parasaurolophus nha. Đặc điểm của loài này là nó có một cái sừng mọc ngược phía sau đầu này các bạn. Wow, hai chân trước khá là ngắn nha, hai chân sau thì rất là to, đuôi thì khá là dài luôn, đuôi dài giúp giữ thăng bằng khi chạy đấy các bạn. Vì tùy với kích thước khá là to lớn nhưng mà đây là loài khủng long cỏ rất là hiền lành các bạn. Nó chuyên sống theo bầy đàn để bảo vệ lẫn nhau đấy. Và một chú khủng long Parasaurolophus màu hồng với những cái lớp xanh dương đó. Thuộc trên mặt mình là một con Parasaurolophus, một con khủng long thuộc chi màu gần vậy các bạn. Nó đẹp luôn này. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú cua biển khổng lồ các bạn ơi. Một chú cua biển có 8 cẳng 2 càng màu xanh rất là đẹp luôn này. Hai đầu càng nó có màu đỏ rất là nổi bật nha. Hai chiếc càng nó như là hai cái kéo khổng lồ vậy các bạn. Nhìn rất là ghê nha, bị kẹp chắc chắn sẽ rất là đau luôn. Với kích thước to lớn thì như thế này thì nó có thể săn được cả những loài cá lớn luôn nha các bạn. Wow, nhìn rất là ngầu luôn. Wow, chú khủng long Ankylosaurus các bạn ơi. Đặc điểm của loài Ankylosaurus là có lớp da rất là dày nha. Wow, và nó có những cái gai mọc từ đầu tới đuôi luôn này. Phần cuối cùng của đuôi có hình tròn rất là ngọn nha. Loài khủng long Ankylosaurus có da rất là dày và có gai bảo vệ như thế này cho nên là nó rất là khó bị săn bởi những loài khủng long thịt các bạn. Wow, nó tự bảo vệ bản thân rất là hay luôn, nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Chú khủng long Ankylosaurus này có một màu xám và một chẻ màu kem trên lưng này, nhìn rất là ngầu nha. Wow. Đây là Ankylosaurus khổng lồ các bạn coi. Wow, chú khủng long bảo chúa các bạn ơi, một chú khủng long Tyrannosaurus Rex hay còn gọi là khủng long T-Rex đấy các bạn. Wow, chú khủng long bảo chúa này có màu đỏ và đen nhìn rất là đẹp luôn này. Wow. Wow, hai chân trước rất là nhỏ nha, hai chân sau rất là to, nó chạy bằng hai chân sau rất là nhanh đấy các bạn. Chiếc đuôi rất là dài giúp giữ thăng bằng khi chạy này. Cái đầu rất là to nha và hàm răng có những răng rất là sắc nhọn luôn, nhìn rất là sợ. Loài khủng long này ăn thịt rất là ghê nha, nó chuyên săn mồi đấy các bạn. Wow. Chú khủng long T-Rex Superman siêu to lớn luôn các bạn. Thấy hai con khủng long này nó có cái màu xanh trắng rất là đẹp luôn kìa, thấy không? À. Chú khủng long bầu chúa màu đỏ vàng đen rất là đẹp luôn này. Wow, thế thì chúng ta có một chú khủng long Brachiosaurus cổ dài các bạn ơi. Tự nhiên chú khủng long Brachiosaurus này rất đặc biệt nha. Nó có phần thân dưới màu vàng và phần đầu và phần đập cổ màu đen nhìn rất nổi bật luôn các bạn ơi. Wow, rất là lạ nha. Chú
khủng long này có chiếc cổ rất là dài, đuôi cũng rất là dài nha, bốn chân thì rất là to, kích thước rất là lớn và khối lượng có thể lên 30 tấn nha. Thì kích thước và khối lượng lớn như thế nhưng mà đây vẫn là loài khủng long ăn cỏ rất là hiền lành nha các bạn. Wow. Brachiosaurus của mình đây rồi các bạn, một con khủng long cổ dài phải nói là siêu to lớn luôn kìa, thấy không? Wow, nó nặng chứ. Nhìn rất là đẹp luôn này. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long rất là đặc biệt các bạn ơi. Đây là chú khủng long Deninochet nha. Đặc điểm của loài Deninochet là phía sau đầu và phần đuôi nó có những cái chấm lông này các bạn. Wow, răng nó rất là nhọn này các bạn ơi. Hạt chân trước có những cái móng rất là sắc nha. Hạt chân sau có những cái móng cong lên rất là ghê luôn. Wow, chiếc đuôi khá là dài nha. Lông nó màu có màu xanh và có những cái đốm đen nhìn rất là nổi bật nha các bạn. Wow, đây là khủng long tuy có kích thước không lớn nhưng mà săn mồi cực kỳ hiệu quả nha. Bởi vì nó chạy rất là nhanh và rất là thông minh luôn các bạn. Và đây là một con Deninochet các bạn, có thấy được chú khủng long Deninochet này có con màu xanh nó cày khá là bắt mắt luôn, giờ đẹp chưa? Wow, nó rất đẹp luôn này. Wow, chú khủng long Stegosaurus các bạn ơi, cái bay màu đỏ rất là đẹp luôn này. Đặc điểm là khủng long Stegosaurus là trên lưng nó có hai dải lên lưng nhìn rất là ngầu nha, kéo dài từ cổ tới đuôi luôn, phần cuối cùng của đuôi nó có bốn gai này các bạn. Wow, chú khủng long Stegosaurus này có màu xám và cái lưng màu đỏ rất là ngầu và rất nổi bật nha. Wow, khủng long này bị danh là khủng long ngự kiếm đó các bạn, rất là ngầu đúng không? Wow. Wow, chú thằng làm sắm Pterodon các bạn ơi, một chú khủng long bay nha. Cái mỏ nó rất là nhọn, rất là dài nha. Phía sau đầu có một cái sừng mọc này các bạn. Wow, nó có sải cánh rất là lớn luôn. Nó xuyên sang mọi nó bị đèn, nó rất là thông minh các bạn. Nó sẵn mọi bằng cách lao từ trên không xuống, bằng tốc khổng lồ gấp tới con mồi các bạn. Wow, đây là chú thằng làm sắm Pterodon màu xanh với cánh có những đốm trắng rất là đẹp luôn. Đại diện nó cánh rất là động các bạn ơi. Wow, và là một bay thằng lằn bay, Pterodon bay rất là nhanh luôn kìa các bạn. À, nhìn ngầu vậy. Rất là đẹp nha. Spinosaurus các bạn ơi, đặc điểm của Spinosaurus là trên lưng nó một cái vây này các bạn, cái vây xòe ra như một cái quạt vậy, miệng có những cái răng rất là sắc nha, hai chân trước nhỏ, hai chân sau to và chiếc đuôi cực kỳ dài luôn. Đây là khủng long thịt rất là nguy hiểm nha, và nó không ngán bất kỳ một khủng long nào các bạn ơi. Nó có một mặt nổi đen rất là đẹp luôn này, nhìn rất là bắt mắt nha. Nó đuổi luôn con sẽ quay chạy đi thôi kìa. Voi khổng lồ các bạn ơi, một chú voi với hai cái tay rất là to như là hai cái quạt khổng lồ vậy. Wow, cánh gà rất là dài, màu trắng và nhọn các bạn. Wow, chiếc voi cũng khá là dài linh hoạt nha. Bọn chú voi thì xem như tay của người chúng ta vậy các bạn, nó dùng để cầm nắm đồ vật và những cái ăn vào miệng đấy. Chú voi này hay nặng đến 5 tấn nha, nhìn rất là to. Con voi khổng lồ luôn các bạn thấy không? Bây giờ nó to lớn chưa các bạn? Các bạn ơi. Chú hết kim màu xanh các bạn ơi, một chú hết kim màu xanh đang giơ tay chào chúng ta này. Wow, nó có những cái rất là sắc nhọn nha. Wow, đôi mắt tròn xe và cái răng cực kỳ sắc nhọn luôn. Khi là bạn các bạn đánh không với cả hai con bay ngựa tôi hết khổng lồ để bay quanh nó lại các bạn, một mình nó đang cần cả hai con quá ngầu luôn nha. Ô, nhìn rất là ghê các bạn ơi. Wow. Wow, chú ngựa màu nâu rất là đẹp các bạn ơi, cái bờm cái nó nhìn rất là đẹp luôn này, đuôi khá là dài nha, bốn chân thì rất là to khỏe luôn, giúp nó chạy rất là nhanh luôn các bạn. Chú ngựa này chạy luôn về nhất trong tất cả cuộc đua nha, nó chạy nhanh như một cơn gió vậy các bạn ơi. Wow, rất là đẹp và rất là ngầu luôn này. Wow, thấy chúng ta có một chú tê giác màu xanh rất là đẹp luôn các bạn ơi, một chú tê giác với hai cái sừng rất là ngầu nha. Wow, thân hình rất là to lớn luôn, lớp da dày như là một tấm áo giáp vậy các bạn, bốn chân rất là to nha, thân hình đồ sộ luôn các bạn ơi. Wow, chú tê giác này nhìn rất là ngầu luôn. Tuy nhiên tê giác là động vật sắp tuyệt chủng rồi, chúng ta phải có một con rhino lao vào cánh các bạn, một con tê giác khổng lồ luôn vậy không, bị giống như anh thì các bạn rất là nguy hiểm luôn. Cùng chút tay bảo vệ nha các bạn. Wow. Wow, chú báo gấm các bạn ơi, một chú báo gấm rất là đẹp luôn nha. Những cái họa tiết trên da nó nhìn rất là ngầu luôn ơi. Wow.
Wow, nhìn nó tuy kích thước không bị to lớn nhưng mà rất là săn chắc và rất là cứng cáp nha. Wow, loài bó gấm này săn mồi rất là giỏi luôn, leo cây rất là giỏi nha. Nó chuyên săn các con mồi đem lên cây đó các bạn. Wow. Wow, chú dê núi các bạn ơi, một chú dê núi nhìn rất là ngầu nha. Chú dê núi này có thể di chuyển những địa hình hiểm trở rất là dễ dàng nha, như là đồi núi vách đá thẳng đứng các bạn. Wow, nó có thể di chuyển những địa hình đó rất là dễ luôn. Wow, nhìn rất là ngầu nha. Wow, chú tinh tinh khổng lồ các bạn ơi, một chú tinh tinh rất là to nha, nó có màu đen rất là đẹp luôn này. Wow, nó đang vỗ ngực kìa các bạn ơi. Khi tinh tinh vỗ ngực thì nó đang tức giận hay là nó đang vô trương sức mạnh đó các bạn. Chúng ta không nên tới gần nha. Wow, chú tinh tinh rất là đẹp luôn. Wow, cơ bắp chưa kìa, hai cánh tay rất là to, lực lưỡng nha. Wow, thân hình rất là to lớn luôn, nhìn rất là sợ. Chú bạn mình là một con gorilla các bạn, một con tinh tinh khổng lồ màu đen luôn nha các bạn, nhìn nó to chưa kìa. Nếu các bạn như là một con động vật thế hình vậy. Wow, chú lạc đà các bạn ơi, một chú lạc đà nhìn rất là đẹp luôn. Bốn chân của nó rất là dài này các bạn. Bốn chân dài giúp nó đi trong sa mạc dễ hơn đấy. Wow, và hai cái bú trên lưng này. Hai cái bú này là nên nó thích mỡ nha các bạn. Mỡ lạc đà thích mỡ bú để khi có thể di chuyển qua sa mạc trong khoảng 1 đến 2 tháng mà không cần ăn uống gì đâu nha các bạn. Nhìn rất là siêu luôn các bạn ơi. Wow, rất là ngầu luôn này. Và đây là sa mạc. Đấy, một chú này bú khá là đẹp rồi nha các bạn. Wow, chú hổ khổng lồ các bạn ơi, một chú hổ rất là to nha, có màu cam với những cái bàn màu đen này. Wow, bốn chân rất là cơ bắp luôn, miệng nó có những cái răng nanh rất là nhọn nha, đuôi thì khá là dài luôn. Chú hổ nhìn rất là to nha, hổ được xem là chúa sơn lâm đó các bạn. Wow, nhìn rất là ngầu luôn. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long brachiosaurus cổ dài các bạn ơi, nhìn rất là đẹp nha, nó có hai màu đỏ đen nè các bạn. Cái cổ rất là dài luôn, đuôi cũng khá là dài nha, bốn chân thì rất là to. Là khủng long này có kích thước cực kỳ lớn nha và khối lượng có thể lên đến 30 tấn luôn. Thì kích thước và khối lượng lớn như thế nhưng mà đây vẫn chỉ là khủng long ăn cỏ hiền lành thôi nha các bạn. Wow, nhìn nó rất đẹp luôn này. Có và đây chú khủng long quá siêu khổng lồ của mình nha các bạn, rất là to luôn. Màu đỏ và đen nhìn rất là đẹp luôn. Wow, chú bạch tuộc khổng lồ các bạn ơi, rất là nhiều xúc tu luôn này. Một chú bạch tuộc có những xúc tu rất là đáng sợ nha. Những xúc tu nó có những cái nhát nhỏ này các bạn, khi bị hút chắc chắn sẽ không thể thoát đâu. Nó dùng cái xúc tu để siết lấy con mồi các bạn. Wow, cái bạch tuộc loại đây là loài động vật cực kỳ nguy hiểm nha. Và cái thứ to như thế này nó thể săn được cá voi luôn nha các bạn. Wow, to chứ kìa, những xúc tu rất là đáng sợ luôn các bạn ơi. Wow, chúng ta có giờ đây một con bạch tuộc siêu to lớn luôn các bạn, đây bay quanh ném bay những con đi rồi đi chết qua các bạn, ai ném bay luôn nha. Wow, thì chúng ta có một loài động vật ăn cỏ rất là hiền lành các bạn ơi, đây là một chú bò màu cam nha. Một chú bò có màu cam và hai chiếc sừng màu xanh lá rất là nổi bật luôn. Wow, chú bò này có thân hình khá là to lớn nha. Wow, đuôi khá là dài này, thân hình cực kỳ đồ sộ và to lớn luôn, nhìn rất là đẹp nha. Oh, và đây một cái gì đây các bạn, một chú bò khổng lồ luôn kìa các bạn. Trời ơi, nhìn nó ngầu quá nha. Thế thì chúng ta có một chú khủng long rất là đặc biệt nha, nhìn nó rất đáng sợ luôn các bạn ơi. Đây là chú khủng long tên gọi là Grilophosaurus nha. Đặc điểm của loài Grilophosaurus là trên đầu nó có một cái vây này các bạn. Miệng nó có rất là nhiều răng luôn. Wow, nhiều răng nhọn chưa kìa. Hai chân trước thì khá là ngắn nhưng mà vẫn có móng vuốt nha. Hai chân sau thì khá là to, chạy rất là nhanh luôn. Đuôi của nó có những cái vằn màu đen nhìn rất là sợ các bạn ơi. Wow. Sau lưng nó có những cái gai một lõm chởm rất là ghê luôn các bạn, nhìn rất là đáng sợ nha. Nó có một màu cam rất là ngầu nhưng mà xen lẫn những cái đốm màu đen rất là đáng sợ các bạn ơi. Wow. Đây là một chú khủng long rất là nguy hiểm nha, kỳ đáng sợ luôn. Là con kêu là phô sơ hết, những bạn một khủng long với miếng mai trên đầu nhìn rất là đẹp luôn kìa, bây giờ lại ngầu cực. Wow, thế thì chúng ta có một chú khủng long Ankylosaurus các bạn ơi. Đặc điểm của loài Ankylosaurus là có lớp da rất là dày nha. Và trên lưng có những cái gai rất là nhọn luôn. Wow, lớp da rất là dày và những cái gai nhọn như thế này thì rất là khó bị săn những loài khủng long khác nha các bạn. Wow, nó có một màu xanh với một cái lằn đỏ trên lưng nhìn rất là đẹp luôn này, cực kỳ nó bật luôn nha. Wow, chú ổn nó Ankylosaurus cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Wow, các bạn là một con Ankylosaurus khổng lồ luôn.
đốm rồi, một chú báo đốm màu vàng, đốm màu đen nhìn rất là đẹp luôn này. Wow, thân hình rất là to lớn nha, chỉ đuôi rất là dài luôn, bốn chân rất là cơ bắp, vậy là những cái răng rất là nhọn nha. Wow, là báo là được xem là động vật chạy nhanh nhất thế giới đất này. Wow, nhanh nhất trong tất cả các loại động vật luôn nha, nhìn rất là ngon luôn. Wow, chú khủng long Marsiacasaurus các bạn ơi, đặc điểm của loài này là trên bộ nó có một cái sừng nhỏ này các bạn. Phía sau đầu nó có những cái sừng nhỏ hơn này. Wow, trên lưng nó có những cái gai một dài theo lưng nha, rất là ghê luôn. Miệng nó khá là dài nha, nó còn những răng nanh nữa các bạn. Wow, những răng rất là nhọn luôn. Hai chân trước khá là ngắn, hai chân sau thì khá là dài nha. Đuôi thì khá là dài để giúp giữ thân bằng khi chạy đó các bạn. Wow, chú khủng long nhìn rất là đẹp luôn. Nó có lưỡi thân dưới màu vàng, phần trên có màu đỏ nhìn rất là đẹp các bạn. Đây là một chú khủng long thật rất là nguy hiểm nha. Wow, chú khủng long Marsiacasaurus. Wow, chúng ta có một chú chim cánh cụt các bạn ơi. Một chú chim cánh cụt có cái mũi khá là lon, cái mỏ khá là dài các bạn. Nó có bộ lông màu đen rất là đẹp nha. Phần lông phía trước bụng có màu trắng và trên phần lông phía trên cổ có màu cam rất là mặt này. Hai chiếc cánh khá là ngắn nha, nó không thể bay đâu nha các bạn. Tuy nhiên nó bơi rất là giỏi luôn, là chim cánh cụt bơi cực kỳ nhanh và bắt cá rất là giỏi nha. Lớp lông và lớp da dày và giúp bảo vệ nó khỏi không bị lạnh ở những vùng biển băng giá đó các bạn. Wow, rất là đáng yêu nha. Wow, một chú hết yêu quốc kia các bạn ơi, một chú hết yêu quốc kia màu xanh nha, nhìn rất là đáng sợ luôn. Đây nha những cái nanh các bạn. Wow, cực kỳ đáng sợ luôn nha. Wow, hai chân và hai tay nó có màu xanh lá này, nhìn rất là đáng yêu nhưng mà cái răng nanh rất là nhọn, rất là đáng sợ nha. Wow, chú hà mã các bạn ơi, một chú hà mã khổng lồ đang há cái miệng rất là to. Chú hà mã này dường như đang tức giận thì các bạn phải hỏi các bạn ơi. Wow, lớp da của hà mã cực kỳ dày luôn nha. Chú hà mã này có bốn chân khá là ngắn nhưng mà khối lượng có thể nặng đến vài tấn nha các bạn. Wow, ở đầm lầy chúng ta không nên chấp nhận hà mã nha, bởi vì khi hà mã tức giận thì rất là đáng sợ luôn. Chú hà mã khổng lồ với bạn, với cái bóp dáng khá là mập mạp và đáng yêu luôn bạn, cái dáng chạy của nó hài lắm à, to chứ. Wow, chú khôn khâu cổ các bạn ơi, một chú khôn khâu cổ có màu cam và những cái đốm màu vàng nhìn rất là đẹp này. Chiếc cổ rất là dài giúp nó có thể ăn được những cái cành cây trên cây cao nha các bạn. Cục chân rất là dài luôn, giúp nó chạy rất là nhanh nha. Chú khôn khâu cổ rất là đáng yêu luôn. Đây là một loài động vật ăn cỏ rất là hiền lành thôi nha các bạn. Wow, đây là chú khủng long cổ con vậy các bạn, nhìn khá là dễ thương đó. Giờ lại một con giraffe khủng long cổ khá là đáng yêu. Wow, là khủng long nhìn có cái vây lớn thế này các bạn ơi. Thì ra đây chính là khủng long Dimetrodon nha. Đặc điểm của loài Dimetrodon nữa, một cái vây rất là lớn thương người nữa các bạn. Thân hình là giống như một chú thằn lằn đang bò vậy. Wow, miệng những cái răng rất là sắc luôn nha, đuôi khá là dài luôn. Đây là chú khủng long Dimetrodon có cái vây màu cam rất là đẹp luôn nha các bạn. Wow. Wow, chúng ta có chú rùa biển các bạn ơi, một chú rùa biển có mái rất là to này, hai vây trước thì rất là to nha, giúp nó bơi rất là nhanh luôn. Hai vây sau thì nhỏ hơn, chiếc đuôi thì rất là ngắn nha. Wow, nhìn nó rất là đáng yêu các bạn ơi. Rùa biển là động vật rất là hiền lành, nó chỉ ăn những con sứa thôi các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp nha các bạn. Wow, thấy chúng ta có một chú hươu sừng tắm rất là đẹp các bạn ơi, một chú hươu rất là đẹp nha, có màu cam nữa các bạn. Sừng nó rất là đẹp luôn. Wow, sừng nó nhìn những bàn tay đang xem với nhau các bạn, nhìn rất là nổi bật nha. Phần mặt trên của sừng có màu đen nhìn rất là nổi bật nha các bạn. Wow, rất là đẹp luôn. Wow, thế chúng ta còn chú khủng long cực kỳ đẹp bên những bạn ơi. Đây là chú khủng long Dimetrodon nha, đặc điểm của nó là nó có lông phần dưới phần tai nha các bạn. Wow, chú khủng long này vừa có chút khá là nhỏ nhưng mà sừng mồi rất là ghê gớm nha, bởi vì nó có đuôi rất là dài các bạn. Đôi chân sau rất là khỏe và không những móng cong lên rất là đáng sợ luôn. Wow, chạy rất là nhanh các bạn ơi. Tuy cái tốc không lớn nhưng mà nó chuyển sang màu cho mày đen rất là thông minh các bạn. Giờ đây là wow, Velociraptor chạy rất là nhanh ở dưới nước chị các bạn. Wow, đây là Blue Velociraptor. Nó quả sang màu cực kỳ lớn luôn. Wow, chụp con Velociraptor màu cam với những cái vằn đen các bạn ơi, nhìn rất là đẹp luôn.
hai chân sau thì khá là to, có những móng cong lên rất là đáng sợ nha, chiếc đuôi khá là dài luôn. Đây là khủng long có kích thước không lớn nhưng mà nó săn mồi cực kỳ hiệu quả các bạn, bởi vì nó săn mồi theo bầy đàn, quá hợp với nhau, rất là thông minh và chạy rất là nhanh luôn. Wow, rất là hay đúng không? Đây là chú khủng long đuôi xanh lên có màu cam vàng đen, nhìn rất là đẹp, đẹp và rất là ngầu luôn các bạn ơi. Wow, nhìn rất là đẹp luôn nha, nhìn hàm răng của nó mà xem. Wow, ghê chưa kìa. Và đây là một con Velociraptor màu trắng nha các bạn, nhìn hù chứ có màu trắng tinh rất là bắt mắt luôn kìa, thấy không? Đấy.